Hùng trên kênh YouTube bán nhà Gò Vấp Tân Bình, quận 12. Xin chào quý vị khách hàng. Video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng em Huy Hùng đến tham quan một căn villa mini nhà vuông với diện tích ngang 8 sâu vào 8m, xây full, thiết kế một trệt, một lửng và 3 tầng lầu, tọa lạc trên trục chính hẻm 1/1 của đường Phạm Văn Chiêu, thuộc phường 14, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Căn nhà này thiết kế có nhà đỗ xe hơi riêng biệt này. Khu vực nhà đỗ xe hơi này thì quý vị đỗ vừa xe hơi 4 7 chỗ, và bên một bên thì chủ nhà thiết kế cho mình không gian phòng khách với sofa, tủ kệ tivi, màn hình tivi, và bên trên có đèn trần, đèn led. Dưới cầu thang thì chúng ta có vệ sinh dưới tầng trệt, bao gồm bồn cầu và vòi tắm sen thuyền. Cầu thang thì ép sát vào bên tường đi lên. Và căn villa mini này thì nằm trên trục đường chính Phạm Văn Chiêu, thuộc phường 14, quận Gò Vấp, ngay ngã tư Lê Văn Thọ và Phạm Văn Chiêu. Đang chào bán với mức thanh khoản tốt, chỉ 8 tỷ hơn một tí xíu thôi, 8 tỷ 150 triệu đồng còn thương lượng nhá. Quý vị có bác cô chú quan tâm căn này thì alo trực tiếp về cho em Hùng theo số hotline 0918 178 647. Căn nhà này thiết kế có gara xe hơi, sân đậu xe máy, phòng khách, phòng bếp, 3 phòng ngủ, phòng giặt, phòng thờ và sân thượng. Và hướng chính là hướng Tây, phù hợp cho anh chị, cô bác, cô chú nào đang có mệnh phong thủy là Tây Tứ Trạch. Quý vị, cô bác, cô chú quan tâm đến căn villa mini có bề ngang 8m, thiết kế đẹp, sổ hồng riêng, có nhà đỗ xe hơi riêng biệt, một trục một sẹc có đường Phạm Văn Chiêu, thuộc phường 14, quận Gò Vấp này. Hãy alo trực tiếp về cho em Hùng theo số hotline 0918 178 647. Đây là mặt tiền mặt chính căn nhà này quý vị. Mặt tiền được xây theo mẫu tân cổ điển, có mái thái bên trên và có lan can sắt kết hợp với chỉ nẻo rất là đẹp, và có đèn led, đèn chiếu sáng rất là lung linh nha quý vị. Căn nhà này thì có hai cửa quý vị, một cửa vào gara xe hơi là cửa cuốn, và một cửa vào không gian phòng khách thì chúng ta sẽ có cửa bốn cánh, cửa sắt này. Và con hẻm trước nhà thì chúng ta sẽ có con hẻm xe hơi 5m nha. Hẻm này 1/1 thẳng tưng từ đường Phạm Văn Chiêu vào tầm 100m thôi, ngay ngã tư Lê Văn Thọ và Phạm Văn Chiêu, sát bên chợ Xóm Mới nha. Chợ Thạch Đà nha quý vị, và nhà thờ Thạch Đà. Giá bán đang rất là thơm, chỉ 8 tỷ 150 triệu đồng là chúng ta sở hữu căn nhà này rồi. Quý vị, cô bác, cô chú quan tâm thì alo trực tiếp về cho em Hùng để được tư vấn và đi xem nhà nhé. Và chúng ta sẽ vào bên trong tham quan thực tế toàn bộ kiến trúc căn nhà này. Đầu tiên sẽ là nhà đỗ xe hơi xe máy này. Khu vực nhà đỗ xe hơi này dài 8m quý vị, đỗ vừa xe hơi 4 đến 7 chỗ. Bên trên thì có lửng, có đèn thả xuống rất là đẹp, hai bên tường có ốp nhựa, ốp than tre, treo tranh, treo treo kiếng, nhìn rất là đẹp. Và căn nhà này thì chính chủ xây ở nên cực kỳ chắc chắn và kiên cố. Chúng ta mua thì nhận nhà ngay, và nhà thì sổ hồng riêng, hoàn công đầy đủ, pháp lý giấy tờ rõ ràng, mua bán công chứng nhanh gọn ngay trong ngày nha quý vị. Phía sau không gian nhà đỗ xe hơi thì chúng ta sẽ có không gian phòng khách với sofa, tủ kệ tivi, màn hình tivi, tủ rượu. Bên ngoài không gian phòng khách thì có cửa nhôm bốn cánh ra khu sân, vực sân đậu xe máy. Và chúng ta sẽ cùng em Hùng di chuyển lên trên tham quan không gian kiến trúc thiết kế của tầng lửng, không gian phòng bếp, phòng ăn và các phòng ngủ nhà mọi người. Khu vực không gian tầng lửng thì chúng ta sẽ có không gian phòng bếp, phòng ăn và có luôn không gian phòng vệ sinh luôn nhé. Chúng ta đang tiến lên không gian lửng quý vị. Không gian lửng này thì rất là thoáng, nó thông thoáng với không gian phòng nhà đỗ xe. Và tầng lửng của căn nhà thì chúng ta thấy ở đây có bàn ăn 6 ghế này, tủ lạnh, hai cửa Toshiba, tủ bếp trên dưới, bên trên có đèn pha lê, quạt gió. Ngay không gian bếp của nhà mình đặt bếp thì chúng ta sẽ có hệ thống cửa bốn cánh ra khu ban công mặt tiền chính, khi chúng ta nấu thì chúng ta có thể mở cửa ra và mùi nó sẽ bay ra ngoài, tạo độ thông thoáng và sạch sẽ cho căn nhà mình nhé. Đây là không gian lửng của căn nhà quý vị, không gian phòng bếp, phòng ăn đây thông thoáng với nhà đỗ xe này, và bên ngoài nhà đỗ xe thì cũng có hệ thống cửa nhôm bốn cánh, chúng ta có thể mở ra rất là thoáng nhé. Đây là không gian bếp này, chúng ta nhìn thấy không gian bếp cực kỳ thoáng và sang nhé. Và ngay không gian bếp sẽ là không gian phòng vệ sinh nằm bên này. Phòng vệ sinh thì với lavabo rửa mặt, bồn cầu, vòi tắm hoa sen và khí soi đèn led. Căn nhà mình thì có tổng cộng là 5 phòng vệ sinh nha mọi người. Giá bán đang rất rẻ cho căn nhà ngang 8 sâu vào 8m hướng chính Tây, chỉ có 8 tỷ 150 triệu đồng còn thương lượng và hỗ trợ vay ngân hàng. Quý anh chị, cô bác, cô chú quan tâm căn này thì alo trực tiếp về cho em Hùng để tư vấn và đi xem nhà. Liên hệ sân nhà bên Huy Hùng sẽ rẻ hơn những cái bán nhà khác từ 500 cho tới 1 tỷ đồng một căn. Và tất cả những căn nhà bên em chào bán đều là những căn nhà mới, sổ hồng riêng, hoàn công đầy đủ, pháp lý giấy tờ rõ ràng, mua bán công chứng nhanh gọn ngay trong ngày. Ở ngoài đây thì quý vị đến với không gian phòng ngủ số 1, phòng ngủ với hệ thống cửa bốn cánh ra ban công này, giường ngủ 2m, chăn ga, gối nệm, tủ áo, máy lạnh, bên trên có trần thạch cao, đèn chiếu sáng, hai bên tường thì có dán giấy, treo tranh, bên này thì có bàn trang điểm và tủ kệ tivi. Và bên ngoài hành lang hai phòng ngủ sẽ là không gian bàn làm việc với khu vực bàn ghế và tủ kệ sách. Ở phía sau đây sẽ là không gian phòng tắm với bồn tắm nằm, bồn cầu, lavabo rửa mặt và khung soi đèn led. Phòng tắm thì có bồn tắm nằm nhé. Và qua đây sẽ là không gian của phòng số 2 này quý vị. Phòng số 2 thì chúng ta cũng có giường ngủ 2m, tủ áo, cửa sổ và cửa ra ban công.
máy lạnh. Đầu giường thì có treo tranh, dán giấy. Cuối giường thì có tủ kệ tivi, tủ kệ trang trí và bàn trang điểm. Đây là căn phòng ngủ số 2. Quý vị nào đang tìm những cái căn nhà mà có bề ngang mặt tiền rộng, thiết kế đẹp, thoáng mát để thuận tiện cho việc ở mướn phòng công ty và có được cái mặt tiền căn nhà bề thế, thì chúng ta có thể ghé tham quan căn nhà này nha mọi người. Ngang 8, sâu vào 8m, thiết kế một trệt, một lửng và ba tầng lầu, và đang chào bán với mức thanh khoản tốt, chỉ có 8 tỷ 150 triệu đồng thôi. Đây là không gian phòng giặt này, có máy giặt luôn nha quý vị. Kế bên không gian này sẽ là không gian của phòng ngủ số 3. Phòng ngủ số 3 thì cũng giống bên dưới quý vị, nó cũng có cửa ra ban công, có giường ngủ, tủ áo, chăn ga, gối nệm, máy lạnh. Đây là không gian phòng số 3 nhé. Nhà mình hướng Tây nên buổi chiều hơi bị chói một tí nha quý vị. Phòng ngủ số 3 này thì chúng ta cũng có vệ sinh trong luôn. Phòng vệ sinh thì cũng có bồn tắm nằm, vòi tắm hoa sen, lavabo rửa mặt và bồn cầu. Phòng vệ sinh thì ốp gạch lên cao phun trần. Và cuối cùng thì chúng ta sẽ đến với không gian phòng thờ này. Đây là không gian có phòng thờ. Phòng thờ thì chủ nhà cũng làm sẵn luôn rồi nha mọi người. Nhà này chính chủ xây ở nên vô cùng chắc chắn và kiên cố nhé. Đây là không gian sân thượng, chúng ta phơi đồ. Có cầu thang lên trên mái thăm bồn nước và năng mặt trời, cũng có dàn phơi và có lan can bên ngoài. Giá bán cho căn này là 8 tỷ 150 triệu đồng, còn thương lượng hướng Tây. Ngang 8 sâu vào 8m, một trục một sẹt của đường Phạm Văn Chiêu, phường 14 ngay chợ Thạch Đà, sát bên chung cư iHome này quý vị. Và giá bán thì rất là thơm. Quý vị nào đang có nhu cầu tìm mua thì alo về cho em Hùng theo số hotline 0918 178 647. Đặc biệt quý vị thích những căn nhà ngang 8m thì chúng ta có thể tham quan căn nhà này. Huy Hùng xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video lần sau.